Tại sao Myanmar luôn chìm trong tình trạng bất ổn? Trong nhiều thập kỷ, khi đưa tin về Myanmar, đa phần các tờ báo đều kể một câu chuyện hết sức đơn giản. Đất nước này đã trải qua quá trình đấu tranh gian nan, chống lại một chế độ quân sự tàn bạo và các phần tử Phật giáo cực đoan. Đặc biệt, trong năm 2021, Myanmar đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi quân đội nước này đã tiến hành cuộc đảo chính, phế truất đảng cầm quyền lúc bấy giờ là Liên minh Quốc gia vì Dân chủ. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao quốc gia Đông Nam Á này luôn chìm trong tình trạng bất ổn? Hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Xung đột sắc tộc, tôn giáo, nguồn cơn của sự bất ổn. Myanmar là một quốc gia đa tôn giáo, nhưng đạo Phật luôn được ưu ái hơn cả. Tại bất kỳ thành phố nào, thị xã nào của đất nước này đều có ít nhất một ngôi chùa và một tu viện Phật giáo. Thế nhưng, vẫn có một tôn giáo khác rất được chú ý ở Myanmar, đó chính là Hồi giáo. Những người Hồi giáo đầu tiên định cư tại Myanmar từ hơn 1.000 năm trước, họ đến từ Ba Tư và Ấn Độ. Họ thiết lập các trạm buôn bán dọc theo vịnh Bengal, sau đó kết hôn với người dân địa phương và định cư ở những nơi như Arakan, bang Rakhine ngày nay. Thời điểm đó thì các cuộc chiến diễn ra liên tục ở khu vực Myanmar, nhưng đa phần không liên quan đến tôn giáo. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi thực dân Anh sáp nhập toàn bộ Myanmar vào năm 1885 và bắt tay xây dựng cơ sở hạ tầng. Vì Myanmar lúc đó bị hạn chế về mặt nhân lực, nên Anh đã tiến hành xóa bỏ biên giới phía Tây Myanmar và khuyến khích người Ấn Độ đến định cư. Lúc đó Myanmar được gọi là Miến Điện. Những người nhập cư này làm đủ vị trí, từ lao động bình thường đến nhân viên văn phòng, từ quân nhân đến người cho vay tiền, chính họ đã thay đổi bộ mặt của đất nước. Vào những năm 1920, khoảng 250.000 người Ấn Độ theo Hồi giáo và Ấn Độ giáo nhập cư vào Myanmar mỗi năm. Đến năm 1931, thủ đô Yangon trở thành nơi sinh sống của 212.000 người Ấn Độ. Người Ấn cũng sở hữu một nửa diện tích đất canh tác của Myanmar. Đây là nguồn cơn của mọi sự oán giận. Phong trào dân tộc chủ nghĩa Myanmar nổi lên trong những năm 1920 và 1930 đã nhắm vào cả chính quyền thực dân Anh và những người nhập cư mới đến. Theo thời gian, ác cảm của người Myanmar đối với người Hồi giáo nhập cư ngày càng tăng lên. Họ không chỉ muốn loại bỏ người Hồi giáo Ấn Độ, họ còn muốn loại bỏ luôn những nhóm Hồi giáo lâu đời ở Myanmar. Điển hình là người Rohingya ở bang Rakhine. Nhiều Phật tử Myanmar cho rằng, người Rohingya là hậu duệ của những người nhập cư Bengal từ Bangladesh, Ấn Độ, và họ đang có ý định Hồi giáo hóa bang Rakhine. Sự chuyển giao chế độ đã khiến xung đột leo thang. Sau khi độc lập vào năm 1948, Myanmar khi đó vẫn được gọi là Miến Điện, đã bị rung chuyển bởi sự bất ổn. Năm 1962, quân đội được yêu cầu lập lại trật tự, sau đó trao lại quyền lực cho chính phủ dân sự, nhưng họ đã từ chối. Quân đội tuyên bố rằng nếu không có một nhà nước biết cảnh giác và một biên giới vững chắc, sự tồn tại của quốc gia sẽ bị tiếp tục đe dọa. Hội đồng quân sự lên nắm quyền vào năm 1962 và có một cam kết quan trọng thực hiện đoàn kết quốc gia. Cam kết này dựa trên một khẩu hiệu nổi tiếng được những người theo chủ nghĩa dân tộc sử dụng trong cuộc đấu tranh chống lại thực dân Anh. Một tiếng nói, một dòng máu, một quốc gia. Chế độ độc tài quân sự tin rằng chỉ có sự thống nhất mới giúp cho Myanmar kiểm soát được các phần tử phá hoại bên trong lẫn bên ngoài. Trong những thập kỷ tiếp theo, chế độ độc tài quân sự đã tạo ra một câu chuyện hùng hồn về vai trò của mình. Theo họ, Myanmar phát triển mạnh mẽ trong nhiều thế kỷ bởi vì nó đã được thống nhất dựa trên một nền văn hóa và tín ngưỡng duy nhất, đó là Phật giáo. Từ tư tưởng này, họ đã tiến hành đồng hóa đức tin. Cư dân ở hai khu vực Rakhine và Bama có thể đã theo một tôn giáo khác, nhưng cuối cùng họ đều theo đạo Phật. Chính vì vậy, khi người Anh đưa các nhóm ngoại lai đến, đặc biệt là người Hồi giáo không bao giờ chịu đồng hóa, người Myanmar có cảm giác mục tiêu đoàn kết dân tộc của họ đang bị đe dọa, một bản sắc thống nhất của Myanmar đang dần suy yếu. Chưa kể là từ những năm 1970, chính quyền quân sự còn dần thu hẹp định nghĩa về quyền công dân để theo đuổi mục tiêu đoàn kết dân tộc. Năm 1982, họ dựa vào bản khảo sát năm 1931 của thực dân Anh, tìm thấy 139 nhóm dân tộc khác biệt ở Myanmar. Sau đó, liệt kê 135 nhóm thuộc chủng tộc quốc gia. Để trở thành thành viên của quốc gia Myanmar, bạn phải thuộc một trong 135 chủng tộc này. Kể từ thời điểm đó, sắc tộc của công dân sẽ xuất hiện trên thẻ căn cước.
Bước sang thế kỷ 21, Myanmar một lần nữa đối mặt với sự chuyển giao chế độ từ độc tài quân sự sang dân chủ. Mọi chuyện bắt đầu với việc thông qua hiến pháp mới vào năm 2008 và cuộc bầu cử quốc hội năm 2010. Từ năm 2011, Myanmar bắt đầu áp dụng một hệ thống dân chủ trên khắp cả nước. Nghe có vẻ khả quan, nhưng chính sự chuyển đổi này đã khiến xung đột có điều kiện leo thang. Trong thời gian dài cai trị đất nước, quân đội Myanmar đã nhiều lần đàn áp những phong trào chính trị của các dân tộc thiểu số. Giờ đây, khi quân đội không còn nắm quyền, những nhóm thiểu số như người Rohingya có thể bắt đầu khẳng định quyền của họ. Và chính điều đó đã làm những người theo đạo Phật ở Myanmar nói chung và bang Rakhine nói riêng lo sợ. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Những kẻ cực đoan đã nhắm mục tiêu vào người Rohingya. Vào mùa hè năm 2012, phát súng đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ hỗn loạn đã nổ ra. Một người thợ may theo đạo Phật đã bị hãm hiếp và sát hại ở bang Rakhine. Sau đó, ba người đàn ông được mô tả là người Hồi giáo Bengali đã bị bắt, xét xử và bị kết tội. Vài ngày sau, 300 Phật tử đã đánh chết 10 người đàn ông Hồi giáo trong một cuộc tấn công nhằm mục đích trả thù. Đáng nói là các nạn nhân của vụ tấn công này không liên quan gì đến vụ giết người trước đó. Vậy tại sao họ lại trở thành mục tiêu? Thời điểm đó, tội ác do người Hồi giáo gây ra không được hiểu là hành động bạo lực ngẫu nhiên. Nó được coi là biểu hiện của một kế hoạch thâm độc nhằm xua đuổi những người theo đạo Phật ra khỏi bang Rakhine. Và tệ hơn nữa là một tạp chí do các nhà sư và chính trị gia cấp cao biên tập đã miêu tả người Rohingya là những kẻ khủng bố, những kẻ gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với Myanmar. Như đã nói, vào cuối năm 2011, Myanmar đang trong quá trình chuyển đổi sang chế độ dân chủ. Quân đội không chỉ nới lỏng sự kìm kẹp đối với chính trị, mà còn từ bỏ sự kìm kẹp sắt đá đối với truyền thông. Lần đầu tiên kể từ năm 1962, các ấn phẩm báo chí không phải qua tay một nhà kiểm duyệt quân sự. Giờ đây, không một ai có thể ngăn chặn được những thông tin thất thiệt, và những kẻ cực đoan đã tìm thấy cơ hội vàng để tự do truyền bá tư tưởng bạo động của mình. Các cuộc đụng độ giữa người Hồi giáo Rohingya và Phật tử trở nên phổ biến sau tháng 6 năm 2012. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Myanmar đã áp dụng một tiêu chuẩn kép tự động khi đưa tin về cuộc xung đột này. Các Phật tử được miêu tả là đang hành động để tự vệ, còn người Rohingya là những kẻ khủng bố luôn chủ động tấn công. Nguy hiểm hơn, các phương tiện truyền thông còn tự bịa đặt mối liên hệ vô lý giữa cuộc bạo động đang xảy ra ở Rakhine với các sự kiện toàn cầu. Họ lan truyền những hình ảnh của cuộc tấn công diễn ra ở New York vào tháng 9 năm 2001, sau đó là hình ảnh phiến quân Taliban phá hủy các tượng Phật ở Bamiyan, Afghanistan. Rõ ràng, họ đang cố gắng ghép khẳng định người Hồi giáo là mầm mống khủng bố. Vào tháng 10 năm 2012, làn sóng bạo lực thứ hai dâng lên, bất chấp sự hiện diện của cảnh sát, các ngôi làng của bang Rohingya vẫn tiếp tục bị tấn công. Số lượng người dân phải vào trại tị nạn nhiều chưa từng thấy. Có tin đồn nói rằng các lực lượng của chính phủ đã đồng lõa với những kẻ cực đoan trong cuộc bạo động này. Nhưng không chỉ có người Rohingya rơi vào tầm ngắm của những kẻ cực đoan. Vào mùa thu, các nhà sư uy tín hàng đầu ở Rakhine đã kêu gọi tẩy chay tất cả những người theo đạo Hồi. Đây không phải là một hành động đe dọa vu vơ. Có một thương nhân bị bắt quả tang đang bán gạo cho một người Hồi giáo. Kết quả là anh ta đã bị những người theo đạo Phật ở Rakhine đánh cho đến chết. Tâm lý chống Hồi giáo giờ đây đã lan rộng vào vùng nội địa Myanmar. Ở bang Kayin xa xôi, những kẻ cực đoan đã ném lựu đạn vào nhà thờ của người Hồi giáo Kayin, một nhóm dân tộc không liên quan gì đến người Rohingya. Một nhóm không liên quan khác là người Hồi giáo Kaman cũng bị vạ lây. Còn tại Mandalay, thành phố cách bang Rakhine hơn 600 km về phía đông bắc, một khu dân cư Hồi giáo cũng đã bị thiêu rụi, khiến khoảng 12.000 người phải đi tị nạn. Phong trào dân chủ cũng thờ ơ với người Rohingya. Hành động bạo lực chống lại người Rohingya và những người Hồi giáo khác đã gây sốc cho nhiều người. Nhưng phản ứng của công chúng Myanmar đối với bạo lực cũng gây sửng sốt không kém. Khi những người tị nạn bước ra từ những ngôi làng bị thiêu rụi, chỉ kịp mang theo số tài sản ít ỏi còn sót lại, đám đông Phật tử đã xếp hàng trên các con đường để chế nhạo họ. Nhưng sự thù địch và thờ ơ không chỉ giới hạn ở những người theo chủ nghĩa dân tộc,
những người tin rằng đất nước đang tham gia vào một cuộc đấu tranh sinh tử với Hồi giáo. Ngay cả những người theo phong trào ủng hộ dân chủ, đấu tranh cho bình đẳng ở Myanmar cũng tỏ ra ít thông cảm với hoàn cảnh của người Rohingya và người Hồi giáo nói chung. Tại sao lại như vậy? Trên thực tế, mặc dù phản đối quân đội nhưng phong trào ủng hộ dân chủ Myanmar vẫn tin vào nhiều giả thiết của chế độ cũ. Ông Kokoki, người từng phải ngồi tù 17 năm vì những hoạt động đòi dân chủ và được tôn sùng như một biểu tượng đạo đức ở Myanmar, đã tuyên bố rằng người Rohingya hoàn toàn không phải là tộc người của Miến Điện. Nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc ép đòi công lý cho người Rohingya, những người như ông cuối cùng sẽ chung tay đứng về phía quân đội. Công bằng mà nói, khi đã đạt được mục tiêu bầu cử công khai, phong trào ủng hộ dân chủ đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu phản đối phong trào dân tộc chủ nghĩa, nó sẽ bị coi là ủng hộ Hồi giáo và mất đi sự tin tưởng của phần đông người dân Myanmar. Tuy nhiên, nếu im lặng thì sứ mệnh đấu tranh cho công lý của nó coi như bị hủy hoại. Cả hai kịch bản đều có thể dẫn tới rủi ro cho phong trào trong tương lai. Giờ đây, mọi chuyện còn diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn nữa. Cuộc đảo chính của phe quân đội năm 2021 đã đưa Myanmar quay lùi gần 6 thập niên. Cụ thể là rạng sáng ngày 1 tháng 2 năm 2021, quân đội Myanmar đã tiến hành nhiều cuộc vây ráp, bắt giữ cố vấn Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và nhiều quan chức chính phủ khác. Vụ chính biến này được thực hiện vào đúng ngày khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội mới kể từ sau cuộc tổng tuyển cử cuối tháng 11 năm 2020, khi Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi đã chiến thắng áp đảo. Trong bối cảnh quân đội trở lại nắm quyền, cộng đồng quốc tế không thể chắc chắn được điều gì về tương lai của Myanmar. Nhiều nước trên thế giới, bao gồm Mỹ và EU, đã lên tiếng phản đối cuộc chính biến tại Myanmar. ASEAN cũng ra tuyên bố kêu gọi Myanmar đối thoại, hòa giải và quay lại tình trạng bình thường. Tất nhiên, nhiều người Myanmar vẫn hy vọng đất nước của mình có thể thoát khỏi vòng xoáy bất ổn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!